Kết thúc đám cưới nửa tỷ là tờ đơn ly hôn trị giá 200 ngàn và trái đắng sau 2 năm gặp lại. Được Thành để ý và ai cũng nói là Hương may mắn. Không may mắn sao được khi mà nhà Thành giàu có nhất cái vùng đất này. Thành lại là một chàng trai hiền lành, tử tế, nhà giàu nhưng chẳng biết ăn chơi là gì. Đi làm về chỉ quanh quẩn ở nhà. Một chàng trai như thế đúng là hàng hiếm ở thời buổi này. Trong khi Hương hoàn cảnh gia đình cũng thường thường bậc trung, bản thân Hương cũng không có nhiều điểm nổi bật ngoài sự xinh đẹp dịu dàng. Và Hương đã nghe theo lời mọi người nhận tìm lời tìm hiểu Thành. Sau một thời gian tìm hiểu khoảng chừng 3 tháng thì Hương chính thức lên xe hoa về nhà Thành. Nhà Thành là đại gia có tiếng, thế nên đám cưới không thể soàng xỉnh được. Váy cưới của Hương cũng được đặt may riêng, lễ ăn hỏi với những mâm chắp cao ngút ngắt, toàn là hàng hiệu, dàn trai xinh gái đẹp được thuê về làm màu cho đám cưới đại gia. Về khoản cỗ bàn thì ăn uống, cà thì tránh phải lác mắt trước đồ chịu chơi của nhà trai. Tối hôm đó sau bữa cơm, cả nhà quay quần, mẹ chồng Hương mới tuyên bố chi phí cho đám cưới của Hương và Thành là 500 triệu. Con số khiến cho Hương thực sự choáng váng. Một số tiền mà Hương chưa bao giờ nhã nghĩ tới cho một đám cưới. Nhưng mẹ chồng Hương lại nói với vẻ mặt rất bình thản, thậm chí bà còn nói: "Nếu con mà sinh được cho mẹ một thằng cháu đích tôn thì mẹ còn cho con gấp 3 lần như thế này." Hương nghe mà không biết nên vui hay buồn đây. Cuộc sống vợ chồng son có thể nói là đầy mặt ngọt. Hương hoàn thành tốt trách nhiệm của dâu hiền vừa đảm nên cả nhà Thành rất là quý Hương. Đặc biệt là mẹ chồng Hương, hình như bà chưa từng la mắng Hương bao giờ. Còn Thành thì rất là yêu thương Hương, cuộc sống đầy đủ về vật chất, đồng đầy tình cảm, khiến cho Hương cứ ngỡ mình đang nằm mơ vì hình như mọi thứ quá ư là hoàn hảo. Nhưng rồi sự hoàn mỹ ấy cũng xuất hiện vết nứt khi mà Hương không thấy cô có dấu hiệu mang thai. Cô nghĩ do bản thân mình nên Hương đi khám. Kết quả còn chưa nhận được thì vừa bước chân vào nhà, Hương đã đón nhận một cái tin rất sốc. Nhưng rồi sự hoàn mỹ ấy cũng xuất hiện vết nứt khi Hương không thấy dấu hiệu mang thai. Nghĩ do bản thân nên Hương đi khám. Kết quả còn chưa nhận được thì bước chân vào nhà, Hương đã đón nhận cái tin sốc ấy. "Xin lỗi em, vì lâu quá em không mang thai nên anh mới đi thử bên ngoài và cô ấy mang thai rồi em à." Hương tưởng như muốn ngã quỵ khi nghe Thành cắt lời. Hương phát điên lao vào đánh Thành: "Buông con tôi ra, cô không biết đẻ còn trách cứ gì nó, ở đâu mọc ra cái thứ vợ như cô vậy?" Mẹ chồng Hương ngày thường vẫn bênh vực cho cô, ấy thế mà hôm nay. Cả đêm hôm đó Hương không sao ngủ được, cứ nghĩ đến chuyện kia nước mắt Hương lại khẽ tuôn rơi. Sáng hôm sau, trải qua một đêm thức trắng lại đau khổ vật vã, Hương không dậy nổi. Đúng lúc ấy Hương nhận được một cuộc gọi từ bác sĩ thông báo Hương hoàn toàn bình thường, không bị làm sao cả. Và vấn đề rất có thể ở chồng Hương, Hương mỉm cười chua chát. Và thông báo này bây giờ chẳng còn ý nghĩa gì nữa, bởi vì Thành có muốn hay không thì cũng đã phản bội Hương rồi. Và Hương cũng thầm hy vọng đứa con mà cô kia đang mang là của Thành chứ không phải của người khác. Thủ tục ly hôn được tiến hành vô cùng nhanh chóng và gọn nhẹ. Hương và Thành không có con chung, tài sản cũng chẳng tranh chấp. Hương không cần một xu nào của Thành hết. Phí để hai người cần được quyết định ly hôn trong tay vòn vẹn 200.000 đồng. Theo đúng quy định của nhà nước, Hương mỉm cười chua chát, đám cưới rình rang nửa tỷ mà kết thúc cay đắng bằng lá đơn trị giá 200 nghìn. Bước ra khỏi nhà Thành, Hương mỉm cười chua chát, 25 tuổi đã trải qua một đời chồng với sự phản bội và lừa dối trắng trợn, khiến cho cô mất hết niềm tin vào đàn ông. Nhưng rồi cô cũng vực dậy được, cô bắt đầu đi làm lại, bắt đầu tìm niềm vui mới cho mình. Những người đàn ông khác cũng bắt đầu vay lấy cô, nhưng cô chỉ dừng lại ở tình bạn. Thời gian rảnh rỗi thì cô dành để đi du lịch. Thời gian trôi qua cũng đã hơn 2 năm. Một hôm bất ngờ đang đi ăn với bạn, Hương lại gặp lại Thành. Nhìn anh ta tiều tụy hơn xưa nhiều, bỗng bao cảm xúc ùa về, tim cô lại đau nhói. Thành bất ngờ định lao tới nắm lấy tay cô, nhưng Hương vội đẩy Thành ra. Rồi định bỏ đi nhưng Thành đã vội vàng giữ cô lại. "Xin em hãy thứ lỗi cho anh là đồ ngu muội. Tôi tưởng anh đang hạnh phúc với vợ con mình chứ. Ngày đó cô ta đã lừa anh chỉ là một thằng đồ vỏ. Sau khi sinh con, cô ta tìm mọi cách vơ vét tiền của trong nhà, sau đó thì bỏ đi theo người tình của cô ta.
Cô ta tiếp cận anh chỉ là âm mưu của cô ta và bạn trai mà thôi. Đến bây giờ anh mới nhận ra à? Tính ra thì anh cũng ngốc quá nhỉ. Em nói vậy là sao? Chẳng nhẽ ngày đó em biết hết rồi sao? Ngày đó tôi đang nghĩ rằng mình sẽ bên cạnh anh vượt qua mọi khó khăn. Nhưng không ngờ anh lại phản bội tôi quá sớm. Đó là cái giá phải trả đó anh à. Thôi tôi xin phép. Nói rồi Hương bỏ đi, để lại Thành ở đó với một nỗi đau vô cùng. Ngày ấy là do Thành đã phản bội Hương. Giờ đây có hối hận cũng đã muộn, nhưng trong sâu thẳm trong lòng, Thành vẫn mong Hương cho anh cơ hội làm lại. Anh có tham lam quá hay không? Và liệu Hương có đồng ý hay không? Thành phải làm gì để Hương quay lại với Thành đây? Vụ cháu bé bị cha ruột mẹ kế bạo hành liệu có chìm xuồng? Tiếp tục giao cháu bé về cho cha ruột và mẹ kế, nghi phạm duy nhất trong vụ án chăm sóc và nuôi dưỡng, cơ quan chức năng huyện Châu Thành, tỉnh Kiên Giang không chỉ tự làm khó mình mà còn đẩy vụ án vào nguy cơ chìm xuồng. Nguy cơ chìm xuồng. Như báo chí đã nhiều lần phản ánh thì sáng ngày 23 tháng 11 năm 2017, thấy bé T là một học sinh lớp 2-5 bị gục xuống bàn trong giờ học. Thầy cô trường tiểu học Vĩnh Hòa Hiệp 1 chăm sóc thì phát hiện ra rất nhiều vết thương và vết bỏng trên người của bé. Hiệu trưởng trình báo với chính quyền địa phương, sau đó thì nhiều cơ quan truyền thông đồng loạt lên tiếng, đã buộc chính quyền vào cuộc. Tuy nhiên sau thời gian đầu nóng sốt thì vụ án dần dần chìm vào nguội lạnh và đang có dấu hiệu không thấy khả năng, cho thấy là có khả năng chìm xuồng rất cao. Ngày 30 tháng 11 năm 2017, Công an huyện Châu Thành khởi tố vụ án hình sự hành hạ người khác để điều tra làm rõ hành vi của người tình nghi. Tuy nhiên, mãi đến nay vẫn chưa phát hiện ra căn cứ để khởi tố bị can. Tại cuộc họp liên ngành do Sở Lao động Thương binh Xã hội chủ trì mới đây, đại diện ngành chức năng nhận định đến nay chưa đủ cơ sở pháp lý để kết luận bạo hành và xác định bị can. Bà Phan Thị Mỹ Linh, Phó Giám đốc Sở Lao động Thương binh Xã hội Kiên Giang cho biết, nguyên nhân chủ yếu là do cháu T không chịu khai. Hiện tại cháu T vẫn đang sống chung với cha ruột và mẹ kế, nghi can duy nhất trong vụ án. Hệ lụy đánh trống bỏ dùi. Nhiều ý kiến cho rằng một trong những lý do khiến cho vụ án gặp nhiều khó khăn như hiện nay là hệ lụy tất yếu của nạn xử lý công việc theo kiểu đánh trống bỏ dùi. Cốt lõi nhất là việc quyết định người nuôi dưỡng thay thế nhằm đảm bảo công tác điều tra và an toàn cho bé T. Theo chỉ đạo của Ủy ban Nhân dân huyện Châu Thành, ngày 26 tháng 11 năm 2017, Ủy ban Nhân dân xã Vĩnh Hòa Phú đã giao cháu T cho bà Thu, là bà nội của cháu bé nuôi dưỡng. Nhiều ý kiến cho rằng quyết định giao này cũng đã mở đầu cho những khó khăn sau này, bởi vì trên thực tế bà Thu không có đủ điều kiện để chăm sóc cháu. Mới đây làm việc với cơ quan chức năng, bà Thu xác nhận, một tháng trước đó thì chồng bà bị ung thư não và tai biến, phải điều trị tại thành phố Hồ Chí Minh nên bà đã dẫn theo cháu T, do ở nhà không có ai chăm sóc. Đây cũng chính là lý do khiến cho cháu T phải bỏ học. Hiện nay do bệnh chồng quá nặng, bệnh viện trả về nhà, bà Thu sắp xếp cho Hòa và Tiên, chính là cha ruột và mẹ kế của cháu T, về ở chung tại nhà ở ấp Vĩnh Thành, xã Vĩnh Hòa Hiệp, Châu Thành, để tiếp tục chăm sóc chồng. Điều này cũng đồng nghĩa với việc cháu T phải chung sống với người được pháp luật cách ly một cách hợp pháp. Ngày 10 tháng 12 năm 2017, hết hạn cách ly thì Phòng Thương binh, Lao động Thương binh Xã hội Châu Thành có tờ trình gửi Tòa án Nhân dân cung cấp, đề nghị quyết định cách ly cháu T khỏi cha ruột và mẹ kế trong một thời gian chờ kết quả điều tra của cơ quan chức năng. Tuy nhiên sau đó thì Tòa án Nhân dân Châu Thành lại cho rằng do không có đề nghị của cơ quan điều tra nên không đủ căn cứ để ban hành quyết định cách ly, bà Mỹ Linh bức xúc. Trong khi đó thì việc xử lý đòi thay đổi quyền nuôi cháu T của mẹ ruột là chị Vân là diễn ra một cách thủng thỉnh đến khó hiểu. Ngày 1 tháng 12 năm 2017, chị Vân nộp đơn yêu cầu thay đổi người trực tiếp nuôi con sau ly hôn. Theo đó thì Tòa án Nhân dân Châu Thành ra thông báo mời ông Hòa đúng 14 giờ ngày 19 tháng 1 năm 2018 có mặt tại trụ sở để kiểm tra việc giao nộp, tiếp cận công khai chứng cứ và hòa giải. Đúng hẹn ông Hòa không đến, tòa lại ra quyết định hẹn đến ngày 7 tháng 2 năm 2018. Phải chăng đây là chiêu kéo dài thời gian cách ly cháu T ra khỏi cha ruột và mẹ kế để làm khó cơ quan điều tra? Chúng tôi xin nhường cho bạn đọc phán quyết. Ở đây chỉ xin nói thêm, nếu duy trì liều này thì chấp nhận sự bất hợp pháp. Bởi theo xác nhận của bà Mỹ Linh thì giữa Hòa và Tiên chưa hề đăng ký kết hôn.
Bất cập hơn, mãi đến nay, Ủy ban Nhân dân huyện Châu Thành vẫn chưa giao trách nhiệm quản lý cho xã Vĩnh Hòa Hiệp. Trong khi đó, cả cháu T, bà Thu và Hòa Tin hiện đang sống tại Vĩnh Hòa Hiệp, tức là nằm ngoài vùng kiểm soát của Ủy ban Nhân dân xã Vĩnh Hòa Phú. Vì sao có sự trái khóa này? Vì thiếu cập nhật hay là một vì một cái gì đó? Vì vậy, có ý kiến cho rằng, khó điều tra của vụ án này là do chính cơ quan chức năng tự làm khó chính mình. Và nếu như không có sự thay đổi hợp lý thì rất khó để xử đúng người, đúng tội, đúng đối tượng đã gây ra những vết thương trên người cháu bé tội nghiệp này.